Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quyển Kệ Dân Của Người Khùng, tức quyển nhì, Văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 476 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài viết tại làng Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu "Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế" và chấm dứt bởi câu "Ta ra sức dắt dìu bá tánh". Cũng như trong quyển nhất, ở đây Đức Giáo Chủ vừa tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân dân, vừa khuyên mọi người làm lành lánh dữ. Chẳng hạn như "Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa". Hay là "Trung với hiếu ta nên trao trĩa, hiền với lương bổn đảo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh vạn dân vô sự". Rồi Ngài không ngần ngại đánh đổ những mê tín dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lòe đời, theo thần tú tảo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ó ré. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Kính mời quý vị cùng lắng nghe các độc giảng viên Lê Văn Hời, Trần Văn Tươi, Lê Văn Út, Nguyễn Phước Tâm, các cô Trần Kim Lợi, Lý Thị Mai, Lương Thị Khởi, Võ Thị Mỹ Lan và Thái Thị Tiễn cùng thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sự thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không canh đổi thay, chẳng biết vàng bị nghèo. Mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sau quá hao mòn. Mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột thảm vợ con. Đòi rách nó đầm đeo, gầm chừng nghèo thường mắc chừng eo. Thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt mấy thiên cơ. Mỗi phút mỗi thay nẻo thành suy, như thầy tên bay đường dinh nhục rủi mai một lát. vào đài ra các ta điên khùng thương hết thế trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tĩnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiếp trinh mời gái nam trào, lời thánh hiền đệ lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cài dừng về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng gian sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu là sáng tu tâm, dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mỏng manh mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn, phải xả thân tầm bát nhã thoảng, sao mới khỏi hùm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành thương, những người đói sắp cơ hàng, cảnh phồn qua khó sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khai hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dễ nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên thơ chẳng biết hộ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bố. Sao kẻ ấy làm mồi mánh hổ, cành núi non phát kẻ bồi cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao lê. Học tá đạo làm điều ta mê, theo vị đoan cung kiến tinh ta, thì sau này gặp chuyện thiết khi tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghinh tân yểm cửu, học ai mà trời chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người tịch núi Sam, chớ chẳng phải bại điều quyến hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn chân. Ấy vì thương trăm họ giảng dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Và quê dốt khuyên người tính ngộ, và ban buông thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người khiêu ngạo. Xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài bà tánh. Nghe điên dạy sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc vãng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiếng thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương phùng gái non kỳ. Bởi do dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây Ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cánh khổ dơi dơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo Chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Dương bắt trước thuần yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kệ sao cho xiết, mường xa cứ trần bút mi ta ít hàng. Kể rõ ràng những gì cứ lầm than, mắt làng xưa muốn nghe thì chê. Vì tu tâm khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. chẳng đề vắng dài, cho bổn đạo giải phay niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên. Sáng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hại nên trong kinh. Bệnh nôn dịch cũng đừng mới thỉnh, còi ngũ hành chẳng y khá réo kêu. Hãy dình lòng chớ y khá giờ trư thiêu, nói xiên xỏ cũng không đời quân hạ. Ngày nay mỏng mẻo khuyên thế trần hải ráng kiên vàng, mắt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có hàm nơi. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tấm rõ lời Châu Ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc khi mường hồ. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lăng, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy bá tánh nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết lời. Vào Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lễ thứ nào đâu có biết. Giải đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến Tần Hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sao tỉnh nhiều điều ta mê, tu hành mà vì ký quá chừng. Thì làm sao thoát khỏi trầm luân, quyên bổn đạo ráng tầm neo chân. Chừng lập hội xác thân mới rảnh, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng gia dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tâm thân già càng. Cánh trần thế mặc ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an giường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bàn, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai lại được gần bể ngọc long xa. Coi chư quốc tranh giành châu bao, trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng lão, ráng tĩnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc hung dữ hại nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa làm người. Sao tà tinh ăn xong nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài thánh hiền, ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật cứ coi đời, coi hạ giới rộng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong quay nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai chúa vàng. Ghét những kẻ có ăn bỏ sẻn, thương những người ở đó. Phật chớ nên sái bùi. Kẻ phú quý đừng vong cơm nguội, sao đối lòng người chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hồi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiền hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tự điếm ta nên xa lắm, tư đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tranh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ. Muốn tu tịnh nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi tham thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lề thứ biển dĩ thương hải, dùng phép màu lập lại thượng ơn. Việc thiên cơ khùng tỏa hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều ma mị, mà gạt lương bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trùng với hiểu ta nên trao trịa, hiền với lương bồn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh vàng dân vô sự. Đời muôn hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Nước Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tôn kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đôi đầu khó kiếm điên phùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trú kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chi cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bông lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bình tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tài tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây với cội, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngột a tề giữa cái một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi tam bảo hãy thờ trần đó, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê, ngủ thức dậy tìm đạo chánh của khùng. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiêu. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Khùng dưng lĩnh Tây phương, Phật tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long qua chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mơ lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh qua lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tài ắt. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Linh Quan Âm dạy điều khùng tròn, cho bốn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò khỉ, mượn kinh luân tùng mướn lấy tiền. Chốn diêm đình tôi liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. thần tu tạo nhiều chuông mò. Từ xưa nay có mấy ai thành, Phật từ bi độ tự độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ấy. Xa giới xuống là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây động lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rồng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tiệm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là. Làm hiền lành hơn tung hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn o ré. Đã chăm đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha vẹn 10 ơn mới đào làm con. Lúc sanh sống chớ nên ni phụ bà, nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được tròn ý. Tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo kinh giới sám tùng nghe thánh thoát lũ. Nhưng luyện đã rành, đầu với đờn kèn trong nhịp sanh, làm ăn rập bi đặng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần tu bại điều tà mê, mà dắt cứ diệu ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc khi đáng thương, cõi âm phủ đầu ăn của hôi. Đức Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh đi lo. Tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cung kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cung với lại khó trừ cho đặng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa mang ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can, tròn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Phi xà vĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hỡi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh. Ta là kẻ vô hình hữu, ẩn sát phàm dình đạo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là thiên là Phật. Thêm những kẻ không nhà không mà sang giàu chẳng sốt thương dùm, có lỡ lầm chơi mắng âm sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn Phật làm chi? Phật Tây phương dung tánh ơi từ bi, đâu túng thiếu mà quơ mà tới. Khùng cá tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng phất bơ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần nhau. Kể từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lấy mẹ, để dắt diệu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tài? Khuyên sư giải bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thôi, tu giả dối thì lao thì. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tình tâm suy nghĩ đau màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà. Các chư Phật không khi nào rành, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần vàng năm canh, về thường giải tâu quá thường đê. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít oi. Hội công đồng xem xét hằng hồi, sai chữ tương xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nãy lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người báo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm. Phật Tây phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào tri. Sao đến việc sơn băng kiệt thấy khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho bá gia rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiền. Chớ lục tử trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ ai. Lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tâm từ nay buồn bực, khùng yêu dân ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Khuyên sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được cái vàng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, hãy đừng làm bao ngược. Ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sát trần nước mắt chưa chan. Khắp lê thứ nghe lời thì ít, chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt. Cho nên dân dài chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chút làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sống sự thân mình cho vàng. Trần lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt dìu ba tánh. Nam mô Tam Giáo Quy Nguyên phổ độ chúng sanh, A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lái rõ đạo màu, sơn tầm hạnh nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bái phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật.